Rồi, thế giới cây nho xin chào các anh chị ha. Thì đây là cái vườn nho kẹo 126 mà đợt trước cái video em có quay cho mọi người xem đó. Thì hôm nay nó đã chín như thế này nha mọi người. Đây, thì nó chín lên như thế này. Thì hôm nay em quay cho mọi người xem. Đó, đây, đây là nó chín nó sẽ như thế này. Nó rất là thơm luôn mọi người. Nó rất là thơm. Đây. Đó. Cái dòng này thì nó kháng bệnh rất là tốt luôn mọi người. Thì hồi trước em có nói rồi đó. Thì bây giờ nó như thế này. Đó. Mọi người xem. Quả rất là ngọt luôn mọi người. Đó. Quả rất là ngọt. Rất là thơm, nó có mùi thơm như da cá đó mọi người. Đó. À, đây thì em chỉ chỉnh qua góc rộng cho mọi người xem. Đó. Thì quả nó sẽ có hạt nha mọi người. Đây. Em sẽ hái cho mọi người xem. Đó, nó có hạt nha mọi người. Rất là ngọt luôn. À, các anh chị bảo là sau em hay quay clip em hay hái nho ăn ha. Thì khi mà những trái chín này thì cái lượng thuốc phun để bảo vệ sẽ không còn nữa. Nó sẽ chín tự nhiên nha mọi người. Nên vì thế em hái em ăn nó bình thường lắm, không có sao đâu. Đây. Chín đen luôn rồi mọi người. Đây. Rất là thơm luôn. Thì nó có hai góc thôi mọi người. Nè, góc của nó đây mọi người. Đây, góc của nó đây. Đó. Dàn này thì em làm cao gần 3 mét luôn mọi người. 2 mét rưỡi, 3 mét luôn. Rất là cao. Đó, và cây được khoảng gần 2 năm rồi. Góc nó cỡ này rồi mọi người. Đó. Thì cái lứa trái nó đen, đen chín và đen một lứa trái nó đen đỏ. Trái đen có trái nữa mọi người. Rất là đẹp. Đó. Thì để em quay cho mọi người xem. Đây. Đó. Chùm của nó rất là dài nha mọi người. Đây, chùm của nó đây. Chín rất là thơm luôn. Đây là nó chưa chín nè. Nếu mọi người mà đây nó đang có trái non nữa rồi. Cái dòng này nó ra trái. Nó ra trái rất là nhiều. Đấy. Đó thì mọi người xem ha. Thì cái này thì cắt cành là dễ ra ho lắm. Nó giống tên là 126 đó mọi người. Gọi là nho kẹo đó. Vì nó rất là ngọt và nó thơm. Trái nó tương đối hơi nhỏ. Nhưng mà nó kháng bệnh rất tốt đây. Lá của mọi người nè, xem nè. Cái lá của nó nè. Mọi người xem xung quanh cái vườn nho em quay nè. Thì cái lá của nó ít có cái lá bị bệnh lắm mọi người. Thấy không? Mọi người xem nè. Ít có lá bị bệnh lắm. Đó. Rất là sai luôn. Đây. Thì dịch bệnh là cho mọi người xem cho nó vui ha. Đó. Nè, một cành là nó mang đến ba chùm quả luôn mọi người. Đây, mọi người xem nè, một cành này. Thấy không? Một cành tí tẹo kẹo được trồng trong chậu nè mọi người. Ha, cái khung sắt nè, thấy không? Ra trái rất là nhiều luôn mọi người. Đó. Thấy không? Ra trái rất là nhiều luôn. Rất là ngọt.
Đó, thấy không? Đây là cây, đây một cây nữa nè. Đó, đã trái xâm xê luôn mọi người. Đó, mà nó mang đến 3 cái chùm quả, rất là ghê gớm. Đa phần là nó mang 3 chùm quả không? Hay những cái cành này là mang 4 chùm nè mọi người. Đó, nè, em dịch cho mọi người xem. Đó, nó mang 4 chùm luôn, thấy không mọi người? Đó. Đó. Rồi cô chú anh chị có hỏi là mình có vợ chưa thì đây. Cái ngón tay là biết rồi mọi người. Nên các chị em nào mà chưa còn độc thân mà đang mộng mơ mình thì hãy bỏ quên cái suy nghĩ đó đi. Đó, vì em có vợ rồi. Đó. Cái này là 4 chùm nha mọi người. 4 chùm. Nuôi rất là tốt. Rồi và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo nha. À quên, để cho mọi người xem ra cái giống nho kẹo này đang trồng chung với giống nho ngón tay luôn nè mọi người. Đây, thấy không? Ở đây chín tới đây. Đây là nho kẹo nè mọi người. Đó, thấy không? Thì trồng xen vào vẫn được nha. Cái giống nho trồng chung với nhau được, nó không có bị lai tạo gì đâu, nó không bị thụ phấn chéo đâu. Nên mọi người yên tâm. Rồi và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo nha.